vị khán giả, hiện nay thì Tuyết Minh và chuyên gia ẩm thực Đỗ Quang Long đang có mặt ở trong siêu thị. Và chắc là quý vị thấy là chúng tôi đang chọn dưa hấu đúng không ạ? Nhưng mà dưa hấu này là hình như không phải là để chế biến món ngọt đâu đúng không Long? Chính xác, hôm nay là Long sẽ hướng dẫn một cái món ăn sử dụng lò vi sóng. Đây, chọn dưa không hạt để khỏi mất thời gian. Chúng ta chỉ chẻ ra xong rồi chúng ta bỏ vô chúng ta xay là xong. Dạ. Này, bây giờ chọn cái này ha. Dạ. Chúng ta sẽ mua cái phần sườn non này. Dạ. À, em ơi, cho anh 1 ký sườn này đi. Nếu nói đến thịt đỏ thì chúng ta hãy nhớ đến thịt heo, thịt bò, thịt trâu hoặc là thịt cừu. Trong thành phần của thịt đỏ, bên cạnh việc là cung cấp nhiều protein, nó còn cung cấp cho chúng ta một số chất béo nữa. Và ngoài ra thì phải nói là thịt đỏ có nhiều các cái vi chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Điển hình là nó có nhiều sắt, nó có vitamin A, có vitamin D và có cả vitamin nhóm B nữa, và cái khả năng hấp thu sẽ cao. Vậy thì trong chế độ ăn hàng ngày của chúng ta, mỗi ngày chúng ta có 3 bữa, chúng ta hãy cố gắng là chúng ta ăn một bữa có thịt đỏ. Lượng thịt đỏ mà chúng ta chế biến thì thông thường với một người lớn chúng ta nên ăn vào khoảng 100g cho một bữa ăn. Lúc nãy thì chắc là quý vị cũng nhớ chúng ta vừa đi siêu thị mua được dưa hấu nè, rồi sườn, đúng không anh Long? Song song đó thì những cái thành phần nguyên liệu nó đi kèm theo là nó có là dầu hào, hạt nêm, tương ớt, đặc biệt là có cái phần nước cốt của hành tím, ít coi như này là nước mắm, tiêu, cho một ít dầu vào. Nhưng mà nguyên tắc là lựa sườn á, thì lựa những cái sườn nó cộng nhỏ như thế này, thấy ạ? Khi chúng ta nướng cái miếng thịt lên và sự kết hợp á, thì cái sườn nó sẽ mềm và nó sẽ có cái độ ngọt nhất định đó. Để cho muốn miếng sườn mình nướng cho nó ngon á, thì sẽ cắt ra miếng sườn khoảng 8 phân. Đấy, trước tiên anh sẽ gọt cái phần trái dưa hấu nè. Nào, không hạt. Đấy, với 1 kg sườn thì anh cho khoảng 100ml nước cốt dưa hấu. Dạ. Sau khi đó thì em cứ cho vào trong cái tô này cho anh. Dạ, rồi. 1ml nước cốt hành tím. Dạ. Sau đó là anh cho vào đây 1 muỗng dầu hào. Dạ. 1 muỗng tương ớt. Anh sẽ cho vào đây cái hạt nêm. Khoảng chừng 2 muỗng. Sẽ cho ít tiêu cho nó tạo cái mùi thơm nhẹ nhàng cho cái món ăn này. Rồi, dầu ăn thì khoảng chừng 2 muỗng. Đó. Anh cho một vài giọt nước mắm để tạo thêm cái hương nhẹ. Chừng khoảng 1/3 muỗng cà phê. Dạ. Rồi sau đó em quậy đều cho anh. Dạ, vậy thì rõ ràng là cái phần nước sốt này cũng đơn giản quá. Đúng, đúng không anh? Nước sốt này em thấy rất là đơn giản. Ừ, cái mùi ha, em thấy cái mùi dưa hấu ha. Mùi dưa hấu, mùi dầu hào nữa. Đó, mùi dầu hào nữa, nước mắm. Và sau đó chúng ta bắt đầu ướp cái phần này. Dạ, nhớ nha, ướp thời gian từ 3 đến 4 tiếng đồng hồ thì món ăn nó sẽ ngon hấp dẫn hơn. Dạ. Và thời gian ướp thì chúng ta nhớ là khi trong quá trình ướp thì chúng ta để vào tủ mát. Công nhận là chỉ mới vừa ướp thôi mà Tuyết Vinh đã cảm thấy rất là hấp dẫn rồi. Bây giờ đến công đoạn mang đi nướng đúng không anh? Chính xác rồi, đem ra cái lò vi ba để chúng ta bắt đầu nướng. Dạ. Giờ trước tiên là chúng ta xem thời gian khoảng 5 phút. Trong khi chờ đợi cái này thì sẽ có đăng ký.
ràng là có một chiếc lò vi sóng như thế này thì tiện quá đúng không anh Long? Đúng rồi. Hình như là chín rồi đúng không anh? Thơm lắm rồi đó. Ở đây mình cũng nghe được mùi thơm rồi. Đó. À. Tết, tết. Hết giờ. Ồ, một màu vàng rất là đẹp. Wow. Đẹp. À, đúng là màu rất là hấp dẫn anh ha. Và bây giờ sau khi đó nhưng mà giờ còn cái nước sườn này nè, như dạ. Nè thì anh sẽ tận dụng cái nước cái này, anh sẽ cái máy lò vi sóng này anh sẽ chuyển qua cái chế độ vi sóng để dạ. Anh làm nước này nó khô lại để nó làm trang cái sườn nó bóc bẩy hơn rồi đó. Bây giờ mình xếp sườn ra dĩa, bây giờ anh sẽ gấp cái phần sườn ra để anh ký lên cái dĩa này. Thơm không? Wow, rất là thơm. Bây giờ mình coi. Bây giờ cái nước sốt ha. Em coi cái nước sốt cho nó như thế nào. Đó, nước sốt nó sẵn rồi. Hay quá vậy ta. Đây, sau cái phần sốt ha, đó là xong rồi. Thì bây giờ anh sẽ cho nó thêm lên đây. Vi sóng mình thấy quá là tiện lợi. Dạ. Đây chắc chắn sẽ là một món quà rất là tuyệt vời mà các quý ông có thể dành tặng cho chị em phụ nữ trong gia đình, như là một cách chia sẻ nỗi vất vả trong việc bếp núc với các chị em. Và cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại nha.